Mời em ngồi. Mời nhà trai. Rồi, mời em gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em tên là Mỹ Duy, em năm nay 26 tuổi ạ. Em đến từ Đồng Nai. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở Đồng Nai. Rồi, mời nhà trai. Dạ, lời nói đầu tiên em chào ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào MC Quyền Linh, chào chị MC Ngọc Lan xinh đẹp. Dạ. Và chào toàn thể khán giả, quý vị đang xem bằng chương trình. Và đặc biệt bạn gái ở bên kia là chào trân trọng nhất và lời chúc sức khỏe. Em tên là Nguyễn Thanh Long, sinh năm 92. Công việc hiện tại em đang làm ở Đồng Nai. Quê quán em Đồng Tháp. Ồ, Đồng Nai mà ở đâu? Long Thành? Ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Nhân Trạch. Còn dạ, bạn kia Đồng Nai ở đâu vậy? Dạ, em ở Định Quán. Cũng xa à? Cũng hơi xa xíu nhưng mà cũng trùng chung một tỉnh ha. Dạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm cho công ty cơ khí, chuyên là làm những cái kèo nhà thép của xuất khẩu nước ngoài á. À, rồi. Có ưu điểm khuyết điểm gì em? Ưu điểm em thì ca hát. Ca hát. Khiêu vũ. Tại em cũng không đam mê khiêu vũ. Khiêu vũ luôn? Dạ. Rồi hồi nhảy khiêu vũ thử coi xem sao nha. À, với nấu ăn. Điểm yếu thì có thể là em hay tin người. Có nghĩa là nhiều người ta thấy người ta than than tí xíu thì mình lại động lòng. Là điểm yếu đó em. Mời nhà gái. Nhà gái có điểm mạnh điểm yếu gì nè? Điểm mạnh của em là em vui tính, đúng giờ. Dạ. Em run. Không sao, ở chị Lan nè, không có gì run hết. Điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là hơi run. Điểm yếu là hơi run thôi nha mọi người, chứ không có gì hết trơn. Vậy thôi hả, còn gì nữa không? Em dễ xúc động á. Nó nhỏ quá hả? Run quá nó xúc động luôn. Thôi vậy để chị qua chị quần nhà trai anh hơi. Em chào chị. Rồi nhà trai người ta... Chào nhà trai. Không có ghẹo được đâu, nhà trai không có rung đâu, bản lĩnh lắm á. Nhà trai bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình chị. Mối tình thứ nhất thì cách đây khoảng 5 năm, quen cũng được gần 2 năm. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì quen được 6 tháng, chia tay cũng hơn 3 năm rồi. Sao ngắn vậy? Tại vì qua tìm hiểu á chị. Bạn nữ nhậu nhiều quá cho nên mình không có không nhậu lại đúng không? Nhậu không lại hả? Chứ phần nhậu mà em cũng sợ sợ luôn cho nên là thôi qua tìm hiểu vậy. Chứ phần sao mà cách lòng thì cho nên là chia tay tới giờ. Nói chung cũng không có gì sâu sắc. Để tôi coi bên đây có nhậu không? Trời ơi. Nhậu thì nhậu vô tiếp. Dạ, đi được bình thường. Đấy, dễ thương quá, sao mà rung vậy? Mình có mấy mối tình rồi? Dạ con ly dị một người chồng nè, có một bé trai 4 tuổi. Ủa vậy đó hả? Lấy chồng sớm quá hả? Dạ. Lấy chồng được mấy năm? Dạ lấy chồng được 2 năm. Giờ ở với ai cưng? Dạ ở với em ạ. À giờ có 2 mẹ con thôi. Dạ đúng. Có ai phụ em giữ bé không? Có bà ngoại. À, có bà ngoại là tuyệt vời. Coi như lấy chồng được 2 năm rồi chia tay hả? Dạ. Sao vậy? Lúc đó các con còn nhỏ tuổi quá nên là nóng tính á. Với lại hai vợ chồng nhỏ tuổi quá nên là không có tiếng nói chung. Không biết tìm cách để giải quyết. Đúng rồi, có đôi khi là chưa có nhiều kinh nghiệm đó. Thôi, chuyện đã qua rồi, bỏ qua đi. Bây giờ mình hướng về phía trước bởi vì tuổi còn trẻ lắm ha. Bây giờ mình mong muốn có một mẫu hình lý tưởng về người chồng mình như thế nào? Dạ, cao trên 1m7. Cao 1m7? Dạ. Dạ em 69. Dạ em 69 ạ. 69 thì không được. Không ăn dài 69. Đôi dài. Còn đôi dài thì... Mang dài là 69 hả? Không, không mang dài 69, mang rồi, dài 71 rồi. Vậy ngon lành. Vậy lúc nào cũng mang dài cho chị, đi ngủ cũng phải mang dài luôn. Là gì nữa? À, vui tính, hào sảng. Sảng khoái đúng rồi, lúc nào cũng sảng khoái. Hào sảng khác nha. Ủa vậy hả? Hào sảng khác, sảng khoái nha. Sảng là giống như công tử Bạc Liêu vậy đó. Trời dịch trời cho tới luôn vậy đó. Dân miền Tây dùng hay từ hào sảng là ta chân thành lắm. Chất phát thật thà. Có nhiều chơi bấy nhiêu. Rồi. Dạ một chàng trai thích football á, giống thích đi ăn đi uống ở ngoài. Tại con thích đi ăn ở ngoài lắm. À con thích ở nhà ăn. Nhà nó ăn con không biết nấu. Được không? Dạ được. Đây. Dạ được. Thì được thứ nhất về nấu ăn thì em có nấu ăn được. Và thứ hai thì hàng tuần hồi đó giờ thì cũng đi ăn, cuối tuần em đi ăn mình mà. Em có muốn tìm được một người để cuối tuần có thể đi ăn đúng không? Dạ cùng đi ăn. Hai chồng này là lấy nhau đi ăn ngoài không mệt lắm à. Mong muốn tìm một người vợ thế nào? Đầu tiên là phải nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Lễ phép bên gia đình. Còn xinh đẹp em đối với em không quan trọng. Tại vì khi mà thí dụ người vợ mình xấu thì mình có thể đưa vợ mình đi spa hay là thăm người kia để cho nó tô thêm cái đẹp hơn. Đi sửa sang chút dạ, nữa. Còn xấu đẹp ở đây không quan trọng. À. Nhưng mà cô gái này là xinh. Không cần phải tốn tiền luôn. Đúng rồi. Tuyệt vời.
Cái chuyện cô gái có đứa con trai 4 tuổi thì sao? Dạ không sao ạ. Tại vì khi mà mình yêu thương một người mẹ đương thân á, trước mắt là mình phải yêu người con. Và thứ hai á, thì mình phải bù đắp những gì tất cả có thể để bù lại cho người phụ nữ đó. Hay quá, tốt rồi. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi ha. Dạ em đi cùng với chị gái ruột của anh gửi cho em ạ. Dạ em xin chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Dạ. Nay em đến chương trình với chồng em, chồng yêu em, để đến đây để cổ vũ cho em kiếm được người yêu em. Ế, ế lâu quá hả? Dạ, ế lâu quá em rầu quá chị. Sao thấy cô dâu tương lai sao nè? Dạ thấy em sao? Thấy em gái này rất là xinh, dễ thương, mà nói chuyện cũng trông có vẻ ngoan hiền thật sự. Em nói chung là em cần em dâu của em á, nó chân tình là được. Chứ em không, cũng không có quan trọng về vấn đề mà em ấy có con hay là có chồng gì. Nhưng mà nhiều khi cuộc sống hôn nhân mà đôi khi đổ vỡ là do đôi lúc lấy nhau về không hợp nhau đó, thì chia tay là chuyện bình thường. Nên em chỉ mong là hai em nó đến được với nhau và chân thành thôi. Cảm ơn nhà trai. Tuyệt vời đó à. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ em. Con chào cô. Dạ con chào cô ạ. Dạ. Tôi đến đây chương trình là để hỗ trợ cho con gái tìm được chú rể ngoan và dễ thương để chọn bạn đời cho nó. Đối với tôi thì thấy cháu này thì rất là cũng ok mà dễ thương. Cái tánh tình nói mình chưa biết, nhưng mà cái cách nói chuyện qua thì mình cũng thấy có vẻ là rất hợp với con gái. Dạ con cảm ơn cô. Con có ngại gì con bé đã dạ, có một đứa con như vậy đó. Con hứa với cô là con sẽ thương bé trai nhiều hơn người bố trước. Cô cảm ơn con. Được đó. Trai này hơi bị ok đó. Bà ngoại nghe con này ngoại xúc động lắm đó nha. Đó. Nên mình nói được là mình phải dạ, làm được nghe chưa? Tại vì mình đã hứa trước con hãy... Đúng rồi. Mọi người, tất cả mọi người. Mấy chục triệu người xem đó. Dạ dạ. Mà nếu mình không thực hiện được thì là em hiểu thế nào rồi đó. Phải uy tín nha. Ừ, uy tín ha. Thôi. Bây giờ thôi. Đúng. Mở rào. Thôi thôi, xin đó. Có gì nói vô để... Ok. Anh đến đây có mua một con gấu bông để tặng em. Sau này anh công việc anh thì anh đi làm đêm, từng ngày từng đêm. Thí dụ như có làm đêm thì em nhìn gấu mà nhớ anh. Vậy cũng ngon. Cảm ơn anh. Em thích trồng cây lắm, mà em trồng chết lắm mà. Em tặng anh cây sen đá dành chăm phụ em. Và nó cũng trùng hợp là anh cũng từng làm chăm sóc cây kiểng. Anh cảm nhận với em là một người con gái rất là xinh, dạ, dễ thương. Còn em nghĩ anh về sao? Dạ, em thấy anh cũng được. Thấy anh cũng chân thành. Tại vì tính của em bình thường em muốn ít nói lắm. Mà em cũng nhậu dữ lắm anh ơi. Không, nhậu thì không ai cấm, nhưng mà nhậu để mức độ. Giống như anh nhậu xong anh vừa rửa chén xong rồi mới đi ngủ. Còn như thí dụ như em nhậu xong anh rửa chén cho em rồi đi ngủ. Cái tính của anh nhậu xong rồi rửa chén. Em cũng nóng tính nữa. Anh chịu được, tại vì tính anh nó hòa đồng, nó vui vẻ lắm. Tính của em không có thích càm ràm. Ok. Em cũng không có càm ràm luôn. Em chỉ nói một lần thôi. Nếu mà anh không làm thì thôi luôn, chứ em cũng không nói nhiều. Công chuyện của anh làm có được nghỉ nhiều không? Anh thì hiện tại là làm một từng ngày từng đêm, có thể là hai tuần ngày hai tuần đêm, là làm 12 tiếng gì đó. Thì cái thời gian á thì nói chung anh với em không, cũng không xa không gần. Quan trọng có cái động lực để có cái lý do để lên thăm em, thăm con, thăm mẹ thôi. Tuy là anh làm công việc thì nó hơi gọi là cơ khí, nó hơi nóng, môi trường thì nó nóng bức. Nhưng mà anh là người đầy tình cảm. Quan niệm với anh đó thì quan trọng trong tình yêu thì phải quan trọng nhất là phải nghiêm túc và chân thành. Em nghiêm túc. Theo em, trong thời gian tìm hiểu khoảng bao lâu mới có thể bước đến tiến lên thì hôn nhân? Em nghĩ là không có đưa ra được cái khoảng thời gian nhất định á. Quan trọng mình đủ tin tưởng vào nhau. Dạ, cái đó là quan trọng ở anh á. Ok. Em, quan điểm của em là đàn ông phải chủ động, mà em cũng thẳng thắn lắm. Anh chỉ cần em cho anh một cây diêm thôi, anh sẽ cố gắng đốt thành một đống lửa to. Quá dữ. Đến đây thì nói chung là anh thì thích hay ca hát. Anh xin một trình bày một đoạn trong một bài, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Sử, hát Gõ Cửa Trái Tim. Gõ cửa trái tim vang em được vào, dù tình xót xa chung thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao,
nhưng anh vẫn ngóng em trong mở cửa. Xin hết ạ. Cái vụ thứ hai là nãy gì? Nãy mình nói mình khiêu vũ đó, giờ mình nhảy cha 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 một mình được không? Dạ được. Lan ra nhảy đi Lan. Trời ơi trời đừng. Thôi được rồi, nói chung là thể hiện tài năng lẻ lẻ được rồi. Vậy vui rồi. Bây giờ em muốn nói điều gì với bạn gái trước khi đưa ra quyết định? Theo anh em lại gần gần em nói đó. Đúng rồi, bạn nam tiến tới nắm tay bạn gái. Cho anh xin được nắm tay. Nhìn vào mắt bạn gái đứng lên nè. Thì nói chung là mình đã vượt qua bao nhiêu người khác để bước đến đây rồi. Và chương trình đã tìm kỹ lắm rồi mới được anh và em. Thì những cái nhỏ nhỏ ở ngoài thì mình tự tìm hiểu sau. Còn ở đây quan trọng là chỉ còn cách hai nút bấm thôi. Mình hãy bấm để tìm hiểu để anh có trách nhiệm để lo cho em và con. Dạ. Yeah. Hai bạn hãy nhớ lại những cái khoảnh khắc vừa rồi chúng ta nói chuyện với nhau, những thông tin chúng ta trao đổi với nhau, và đặc biệt là cái cảm xúc khi mà chúng ta chạm tay vào nhau, ánh mắt của chúng ta nhìn nhau xem đó có phải là một nửa mà chúng ta đi tìm hay không, xem trái tim mình nó có rung động hay không. Mình sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. 1 2 3. Tôi cứ sợ cô gái này không bấm không à, tại vì cô gái này nhát quá. Thật ra đây là chàng trai đúng với em đó. Dạ. Anh thấy rằng anh rất là thích tính cách của anh này đó. Thôi chúng ta nắm tay nhau đi. Chính thức mình đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ những gì hứa đã hứa với mẹ của em rồi. Bây giờ chỉ có mình thực thi những điều đó thôi. Và tìm cách nào đó chúng ta sẽ tạo điều kiện cơ hội với nhau thật nhiều để gặp nhau thật nhiều nha. Cảm ơn chị. Anh nha. Dạ vâng ạ. Rồi họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì ạ? Dạ, trước hết thì là em xin chào là các chị ạ. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là La Văn Hội. Em sinh ngày 18 tháng 5 năm 1994 ạ. Hiện tại là em đang ở bên khu rút Đắk Nông ạ. Thì em tốt nghiệp y sĩ đa khoa. Và sắp tới là sang tháng 1 năm 2023 là em sẽ đi làm nhân viên y tế ở trong trường học ạ. Ừ. Hội là sinh năm 94 hả em? Vâng ạ. Nhân viên y tế trường học là làm ở quê em luôn hay sao? Đúng rồi, em làm ở quê luôn ạ. Là ở trên Đắk Nông hay sao em? Đúng rồi, ở huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông ạ. Thì hồi xưa là em học ở đâu? Hồi xưa là em học ở trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk ạ, ở trên thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ừ. Có ai nói em, nhìn em là chững chạc hơn so với tuổi không? Già hơn so với tuổi không? Dạ, có ạ, thì 10 người là 9 người đều nói như thế ạ. Nhưng ban đầu họ cứ nói là chứ ủa sao nhìn mặt em là sinh năm 94 mà anh hay là chị là cứ nhìn vô cứ tưởng đâu là 84. Họ cứ chọc mình như thế. Nhưng mà khi mình nói chuyện rồi có trong khoảng 5-10 phút gì đấy thì họ nghe cái giọng mình trẻ hơn. Thì họ lúc mình là sinh năm 94 ạ. Coi như là mới ra trường và chuẩn bị đi làm thôi chứ còn chưa có gọi là có một cái công việc chính thức đúng không? Dạ, trước em tốt nghiệp lâu rồi chị ạ. Em tốt nghiệp lâu rồi, đi làm nhiều nơi lắm. Còn giống như cái công việc mà hiện tại em đang làm á là điều phối viên dự án sốt rét của Hội Y tế Công cộng Việt Nam triển khai ở tỉnh Gia Lai. Thì mình làm cái công việc điều phối ở trên tỉnh như thế. Nhưng mà em nói với chị là tháng 1 năm 2023 em đi làm á. Đó là đúng với chuyên môn của em. Và cái việc đó là mình làm ở trong môi trường nhà nước, mình vô biên chế. Còn cái công việc hiện tại là điều phối viên dự án sốt rét, nó chỉ là một công việc gọi là hợp đồng thôi chị ạ. Rồi, ok, hiểu rồi. Bây giờ em chia sẻ về bản thân đi, những cái điểm mạnh, điểm yếu của em như thế nào. Và sau đó là mình sẽ vào tình trường của mình ha.
tự chủ động chia sẻ nè. Dạ vâng ạ, thì trước hết là em nói về cái sở trường đi. Sở trường của em thì là em hát được, hát nói chung là mình hát tạm được thôi chứ không phải là hay. Còn điểm yếu thì khả năng là khá rụt rè rồi hơi nhút nhát ở trước đông người ạ. Rồi về vấn đề tình trường thì cũng giống như là trong mail em có chia sẻ là có hai mối tình thôi. Thì thứ nhất là cái hồi đó là em quen với bạn đó, nhưng mà gia đình nhà bạn đấy là bố mẹ bạn đấy đều làm ở trong nhà nước hết. Đấy, thì lúc đó là em là vẫn chưa có gì, với lại họ cũng là giống như kiểu là sợ mình là không có tương xứng với gia đình nhà họ, nên là thôi. Đấy, rồi tiếp theo nữa là cái hồi đó là em cũng là nhận thiệp đám cưới của bạn ấy luôn. Đấy. Thì và từ đó tới giờ là em không có quen ai nữa. Rồi, ok, coi như là hồi nãy nói hát được nè, hát thử chị nghe coi, bài nào bài ruột bài tủ của em đó. Dạ. Nếu vậy thì là em xin phép là em hát một đoạn thôi nha. Ok. Dạ. Em xin phép là bài gì em quên lời rồi. Giờ em hát được không chị? Được. Ý là em hát sao hết. Dạ. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em, miên man bên trang thư tình gửi đến em, bạn đời ơi. Rồi, ok, được đó. Rồi bây giờ vô cái hình mẫu bạn gái em mong muốn đi, về ngoại hình, tính cách, tuổi tác như thế nào? Dạ, thì trước hết là về ngoại hình thì cũng ưa nhìn là được rồi chị ạ. Quan trọng là cái tính cách thì họ cũng vui vẻ hòa nhã với mọi người là được ạ. Rồi về cái chiều cao thì chắc là trên 1m50 ạ. Thì trong trong cái khoảng là từ 1m60 cũng được ạ. Rồi vùng miền của bạn gái ở đâu thì được, em có yêu xa không? Bạn gái ở Sài Gòn thì có được không? Sài Gòn hơi xa, có thể chương trình là ghép đôi cho em một bạn là ở tỉnh Đắk Nông hoặc là tỉnh Đắk Lắk cho gần được không ạ? Tại nếu trong tỉnh thì là hơi hơi ít, hơi hạn chế đó. Còn ví dụ người ta cùng quê với em mà người ta đang sống và làm việc ở Sài Gòn thì có được không? Được. Hoặc là họ họ ở tỉnh Đắk Lắk cũng được ạ. Tỉnh Đắk Lắk hoặc là Gia Lai gì cũng được. Tại vì là em cũng tại vì là sắp tới thì nếu mà có đi làm ở trong cái môi trường nhà nước thì chỉ có được nghỉ thứ bảy chủ nhật thôi á. Thì ví dụ như nếu mà chương trình là ghép đôi cho em một bạn nào đó ở tỉnh Cư Rút, ở đâu cũng thuộc tỉnh Đắk Nông hoặc là Gia Lai hoặc là Đắk Lắk, thì đại khái là ở trong cái khu vực năm tỉnh Tây Nguyên á, thì là cái thời gian rồi cái điều kiện đi lại thì nó sẽ dễ dàng hơn ạ. Dạ. Rồi ok, cái đó là cái về vùng miền ha. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở bạn gái nữa không? Dạ, thì yêu cầu nữa là bạn gái là chưa lập tuổi gia tác đình. Của bạn gái thì như thế nào em? Tuổi có thể là bằng tuổi 94 hoặc là nhỏ tuổi hơn ạ. Rồi là không chịu lớn tuổi hơn đúng không? Dạ. Với lại là bạn bạn nữ là đừng 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 có một lần đổ vỡ hay là gì, ý là họ chưa từng rồi chưa từng lập gia đình. Ok,
Rồi đó là những cái tiêu chí bên chương trình cũng sẽ note lại. Nhưng mà nếu mà mình được chọn thì cũng sẽ có biên tập trao đổi thêm. Và mình sẽ có thương lượng thêm một cái số nội dung để có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo để mình xuống thành phố Hồ Chí Minh để mình ghi hình ha. Vâng ạ. Ừ, rồi, ok.